Biển Caspian hay Biển Caspi là hồ nước lớn nhất trên thế giới về cả diện tích và thể tích. Diện tích mặt nước là 371.000 km vuông và thể tích 78.200 km khối. Do không thông với đại dương nên đây là một hồ nước tuy mang tên Biển Caspi vì độ rộng lớn của nó. Hồ cũng được gọi là biển vì nước hồ có vị mặn của muối. Độ mặn của nước hồ là khoảng 1,2%, xấp xỉ 1/3 nồng độ muối của nước biển. Biển Caspi nằm giữa Nga ở bờ phía bắc và Iran ở bờ phía nam. Đông tây giáp các nước Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan. Độ sâu tối đa của hồ là khoảng 1.025 mét. Sông Volga, con sông dài nhất châu Âu, là nguồn nước chính đổ vào biển Caspi. Biển được nối với biển Azov bởi kênh đào Manych và kênh đào Volga-Don, phụ thuộc vào lưu lượng nước ngọt chảy vào. Biển Caspi là một hồ nước ngọt ở phần phía bắc. Ở bờ biển Iran, nước hồ mặn hơn, nên cũng có thể gọi đây là hồ nước mặn lớn nhất thế giới. Khoa học phỏng ước biển Caspi hình thành cách đây 30 triệu năm, nguyên thủy là biển Tethys, sau hình thành biển Đen, biển Aral và biển Caspi. Khoảng 5,5 triệu năm trước, vùng lòng chảo Caspi mất lối thông ra đại dương khi mực nước rút xuống thấp và biển Caspi hoàn toàn tách biệt với các vùng biển lân cận. Về phía nhân chủng học thì khai quật ở động Huto gần thị trấn Behshahr, Mazandaran, vùng phía nam biển Caspi, cho thấy con người đã có mặt ở nơi này khoảng 75.000 năm trước. Về mùa đông, phần phía bắc của biển Caspi bị đóng băng. Trong những mùa đông giá lạnh nhất thì ở phía nam của biển Caspi cũng có băng.